cuối cùng mình màu đen luôn. Bà mẹ nặng nhỉ? Đi đánh nhau một con nào tóc dài là vỡ mồm cả nhà. Tôi chuẩn bị đi event sinh ơi. À sinh ơi, tao bình thường đi gặp chúng mày họp lớp thì trông tao xấu xấu bẩn bẩn vậy thôi. Chứ tao đi event là cũng ra gì. Giống như con Trang Nhung bảo tao là trông tao sơ xác tiểu tụy hiểu không? Thích tóc dài có tóc dài. Mặc váy bên trong như mấy bà. Phải Hà Nội như mấy má. Tao mặc váy bên trong như mấy mẹ. Váy váy mà rồi chân chưa chụp hình nào. Rồi đây mẹ đi thay mẹ đây. Mẹ chụp mẹ về bằng sửa không? Vẫn đi lộn. Không có cái nào hỏi sức này em. Đi cũng đi này. Chụp vài tấm hình xương xương mà đéo biết thằng Duy Anh nó có chỉnh hình không. Hay là vứt mẹ ở đấy. Ủa mấy cái tả là nó. Mày hỏi chị biết ai. Chị đâu biết gì đâu. Bỏ 3G ấy. À 3G bị hết 3G. Đúng không này à? Thì nghe chung cái gì. Đi em làm không nào?
Đây rồi má. Đây là mát luôn. Trời đi ơi. Lại luôn đi mày. Tại cái áo chuyện nó sợi nè, nó dướng luôn rồi. Lông nó dài quá như Trang Nemo. Tóc mày ngắn thôi buộc cái tóc dài về Trang Nemo. Bộ tóc đi mượn mấy bà. Tóc này của con Trang Nemo dài ghê vậy đó. Đang quay một cái clip TikTok. Chưa đi. Nào chuẩn bị đi ơi. Đẹp đẹp đẹp. Rồi bà. Mẹ tự đó đi mẹ. Đi nha mấy bà. Bye bye cả nhà. Kéo kính trên đầu em xuống. Đúng rồi.
Minh Thánh. Có mặc quần nhé, có mặc quần nhé, quần nhé, quần nhé. Không phải mặc slip nhưng mặc quần, mặc quần. Tôi mặc cái quần đấy, đừng có bảo tôi lộ hàng nha. Mặc cái quần đùi lấp lánh, ok. Tôi cao hơn mặc người mẫu kia nên là khi tôi mặc cái bộ đồ này á, là tôi mặc cái bộ đồ này là tôi phải mặc cái quần đùi bên trong. Núi Stam chịu nổi. Hôm trước đi event. Giờ ai chịu nổi nỗi đau này? Trời ơi, đây tôi đi đôi bốt này ông anh tôi tặng, mọi người đừng có hỏi tôi đôi bốt này đâu ra nha. Đôi bốt này là anh tôi tặng nha. Chân rất nhỏ nha, chân rất nhỏ như mấy mẹ. Ok chưa cả nhà? Đó, mấy bác đi đi event em ạ. Skin Kile ơi. Cả nhà nhá, nhớ share cái livestream này. Đồ bộ đồ này á của nhà thiết kế Thanh Huỳnh có tác của Facebook đó mấy bạn. Kiến đang đi xem phim chị. Hôm nay Kiến một ngày đi chơi với các bạn. Kiến hôm nay một ngày đi chơi với các bạn. U là trời. Mai cũng có event nhưng mà ngày mai phải dành nguyên ngày để ngày mai phải dành nguyên ngày để em pack đồ đi Pháp. Tôi không có trợ lý để quay TikTok cái bài, hiểu không? Chắc sau này tôi phải tuyển trợ lý quay TikTok cho tôi mới được. Trời thần thiên địa.
Các bà đi ngay qua kênh TikTok. Cái gì, tôi 37 tuổi rồi bà ơi. Các bà đi qua ngay TikTok thả tim cho tôi cái clip này coi. Đúng 1 tiếng 15 phút để makeup làm tóc, tôi còn bị nhầm event. Tôi còn tưởng 7 giờ tối. Cầm cái túi này hết sảy không mà 7, thấy chưa? Túi này nhà bán nha mấy bạn. Túi này nhà bán nha. Cầm cái túi này hết sảy cô bà bảy. À, cũng xin là đôi bốt này nhiều khi không biết mặc với cái gì. Đôi bốt này nhiều khi không biết mặc với cái gì. Hôm nay có cái mặc rồi. Mấy bác thì em để cái xì tai này ok không? Cái thằng Duy Anh mới cắp cho em, nhưng mà nó cũng khổ sở với cái đuôi tóc em ngắn quá. Buộc cái tóc lên rất là mệt. Thôi mấy bà làm gì làm đi nha, tôi đi đang bị trễ event 1 tiếng rồi đấy. Bye bye các bà nha. Sài Gòn mưa lắm. Bye bye cả nhà nha.